Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Và trong phần audio văn học ngày hôm nay, chị rất muốn được chia sẻ với các bạn những cảm nhận về vẻ đẹp, nội dung và nghệ thuật của khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3 trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu. Nếu có người còn chưa hiểu được tình đồng chí đồng đội trong quân ngũ chân thành và sâu sắc ra sao, hãy dành trọn tâm hồn mình để cảm nhận đoạn thơ này của Chính Hữu. Bởi tại đây, nhà thơ đã khắc họa chân thực nhất, đầy đủ nhất, xúc động nhất về những biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. Với nhà thơ, đồng chí là chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín về hậu phương. Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không, mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa, nhớ người ra lính. Nhà phê bình Nguyễn Đức Quyền đã nhận xét, ở ngoài mặt trận mà biết gió lay từng gốc cột ngôi nhà mình ở thì thật không còn từ ngữ nào để diễn tả hết tình cảm thiết tha của họ đối với gia đình mình. Thế đó, ai mà không mong muốn được sống yên vui, hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Nhưng vì nghĩa lớn, họ ra đi không tiếc đời mình, bỏ lại sau lưng tất cả những gì thân yêu nhất. Ruộng nương, gian nhà là tất cả tài sản quý giá của người nông dân, nhưng họ vẫn quyết gửi bạn thân cày và mặc kệ gió lung lay để lên đường ra mặt trận. Từ mặc kệ cất lên thật dứt khoát và hào sảng. Cũng như vậy, ở ngoài mặt trận mà biết giếng nước gốc đa, nhớ người ra lính, chứng tỏ họ đang nhớ quê hương, nhớ gia đình biết nhường nào. Mối giao cảm đậm đà, sâu sắc thể hiện qua hình ảnh giếng nước gốc đa hoán dụ cho làng xóm quê hương ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho người lính trên những chặng đường chiến đấu. Các anh nhớ về quê hương để tự nhủ quê hương cũng đang hướng về mình mà đợi ngày độc lập. Các anh chia sẻ với nhau những tâm sự ấy giữa những người đồng chí, đồng đội đã nảy nở sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc cho nhau. Không chỉ thấu hiểu, cảm thông, các anh còn sẻ chia những thiếu thốn, gian lao và niềm vui bên chiến hào chiến đấu. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đoạn thơ với bút pháp hiện thực, hình ảnh sóng đôi đối xứng, anh, tôi, áo anh, quần tôi, tạo được sự gắn kết giữa những người đồng chí luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ bên nhau. Trong thiếu thốn, các anh đã cùng chia sẻ ốm đau, bệnh tật, cùng trải qua những cơn sốt rét rừng ghê gớm, cùng chia sẻ những thiếu thốn về vật chất bằng niềm lạc quan, miệng cười bốt giá, bằng tình yêu thương gắn bó, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Khó khăn là thế, khắc nghiệt là thế, hiện thực của chiến tranh với những cơn sốt rét rừng đã được rất nhiều nhà thơ miêu tả lại trong những trang viết của mình. Như nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cũng đã từng viết, nơi thuốc súng trộn vào áo trận, cơn sốt rừng đi dọc tuổi thanh xuân. Ấy vậy mà các chiến sĩ của ta vẫn lạc quan, vẫn tin tưởng, không chùn bước trước bất cứ điều gì. Hình ảnh miệng cười bút giá, gợi nụ cười lạc quan, bừng lên trong giá lạnh, xua tan đi sự khắc nghiệt của chiến trường. Các anh nắm tay nhau để truyền cho nhau hơi ấm, để động viên nhau vượt qua khó khăn gian khổ. Thật hiếm khi thấy cái bắt tay nào nồng hậu đến vậy. Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Từ tay được lặp lại hai lần ngay trong khuôn khổ một câu thơ không chỉ tạo ra nhịp điệu sâu lắng, ngọt ngào mà còn tái hiện lên trước mắt ta hình ảnh gần gũi, thân tình của những người lính khi chia ngọt sẻ bùi. Sự sẻ chia giữa những người đồng chí, đồng đội vẫn luôn được Chính Hữu khắc họa một cách chân thành và cảm động như thế. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, là nắm cơm bẻ nửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẩu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Bạn nhỏ thân mến, vậy là nhà thơ Chính Hữu bằng những nét vẽ giản dị, mộc mạc đã vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp ngay giữa một hoàn cảnh đầy khắc nghiệt. Đó là bức tranh người lính đứng gác giữa núi rừng biên giới trong đêm khuya. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo.
Ba câu thơ mà nói được thật nhiều điều. Đó là hoàn cảnh chuẩn bị chiến đấu với đặc điểm không gian và thời gian, đêm nay, rừng hoang, sương muối. Đó là tình đồng chí keo sơn trong gian khổ, là tinh thần sẵn sàng vào trận, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới. Các anh phục kích, chủ động chờ giặc trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt. Các anh chờ giặc tới là chờ giây phút hồi hộp, căng thẳng khi ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh. Từ chờ đã thể hiện được tư thế chủ động của người lính trong đêm phục kích. Tình đồng chí được tôi luyện trong thử thách, gian lao, hình ảnh của họ đứng bên cạnh nhau vững chãi làm mờ đi mọi sự gian khổ, ác liệt của chiến tranh. Tình đồng chí đã giúp họ lãng mạn và bình thản hơn trong mọi hoàn cảnh. Là thế, thơ chính hữu phải đọc chậm, đọc từng câu rồi ngẫm nghĩ và hồi tưởng, và giữa nhà thơ với mình không biết tình cảm vừa đọc là của ai nữa. Câu thơ của chính hữu truyền cảm đến độ đã gieo được vào lòng độc giả những hình ảnh không thể nào phai về tình đồng chí đồng đội của các anh lính cụ Hồ thời kháng Pháp. Đi đến cuối bài, tác giả vẫn dụng công khắc họa một hình ảnh đẹp đến ngỡ ngàng, trở thành điểm sáng của toàn bộ bài thơ, đó là hình ảnh đầu súng trăng treo. Câu thơ vừa thực vừa ảo cho ta nhiều cảm xúc mới mẻ. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất, giữa con người và thiên nhiên đã được xích lại gần gũi hơn bởi một từ treo. Đó là sự kết hợp giữa bút pháp tả thực và bút pháp lãng mạn. Súng tượng trưng cho chiến tranh, cho hiện thực tàn khốc, cho đời sống lính tráng nhiều gian khổ. Trăng thì đối lập khi trở thành biểu tượng cho hòa bình, cho thiên nhiên tươi mát, cho tâm hồn thi sĩ lãng mạn. Một hình ảnh nhưng hàm chứa trong đó sự đối lập của biết bao khía cạnh. Sự kết hợp tài tình, đặc sắc ấy đã cho ta những cảm nhận riêng về người lính và tình đồng chí đồng đội. Sáng lên ở họ chính là tinh thần lạc quan, niềm tin tưởng vào đồng đội, niềm tin vào tương lai chiến thắng của cuộc chiến này, vào tương lai hòa bình của dân tộc, để mà vô tư quan sát và cảm nhận thấy khoảnh khắc đầu súng trăng treo. Sau đêm nay, sau giờ phút căng thẳng, lạnh buốt này sẽ là một sớm mai ấm áp với ánh bình minh rạng ngời. Người chiến sĩ chiến đấu vì nhiệm vụ đã trở thành người thi sĩ với bao cảm hứng dạt dào. Hình ảnh cây súng trong bài thơ Đồng Chí khiến ta chợt nhớ đến cây súng giữa núi đồi heo hút miền Tây trong bài thơ Tây Tiến, cũng rất độc đáo và ấn tượng. Heo hút cồn mây, súng ngửi trời. Đáng trọng và đáng quý làm sao khi trong thời móng máu lửa oai hùng vẫn có những vần thơ thật hay, thật đẹp và xúc động đến thế. Các em ơi, vậy là xuyên suốt bài thơ Đồng Chí, tác giả chính hữu với thể thơ tự do, với những câu ngắn dài đan xen, với hình ảnh thơ cụ thể, xác thực mà giàu sức khái quát, kết hợp với ngôn ngữ thơ hàm xúc, cô đọng và giàu sức biểu cảm, nhà thơ chính hữu đã đem đến cho chúng ta một thi phẩm mang tên Đồng Chí, đã góp thêm một tiếng thơ hay về người lính, về tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó, để làm đẹp thêm những trang thơ xúc động ngân vang mà cũng hào hùng quá đỗi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chị mong rằng với phần audio văn học này, các bạn nhỏ đã có thêm một lần ngồi lại cùng với chị để cảm nhận vẻ đẹp của bài thơ này. Mong rằng các em có thể truyền tải được những cảm xúc chân thật của mình vào mỗi trang văn, vào mỗi bài mà chúng mình phân tích bài thơ, để có thể truyền đạt nhiều hơn đến người đọc những cảm xúc của cá nhân các em, và đặc biệt là vẻ đẹp sâu xa của bài thơ này các bạn nhé. Chúc các em sẽ luôn luôn đạt được những điểm số như mình mong muốn, sẽ luôn luôn quyết tâm và bền chí trên con đường ôn tập, học tập của mình. Chúc các em thành công và cảm ơn các em đã lắng nghe phần audio này. Hẹn gặp lại các em trong những phần audio tiếp theo.